Đừng nghĩ người đàn ông là trụ cột của gia đình, mà là chính người phụ nữ mới là trụ cột của gia đình. Chiếc thuyền của gia đình, tình yêu của gia đình, hạnh phúc của gia đình, trên chiếc thuyền đó mà lật hay là có thể vượt qua phong ba bão táp, đó chính là người phụ nữ, chứ không phải là người đàn ông. Khi người đàn ông bỏ cái lớp áo vest bên ngoài trong công việc ra, về với gia đình, thì họ sẽ trở thành một người để bám víu cái trụ cột hạnh phúc của gia đình, mà người phụ nữ đó là người lèo lái. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà muốn phí hoài, hãy học trò này trước khi